một cái đây nó không có ngâm nước ngọt cháu à, mạch thấu lên hả? Cho còn kết chỗ một cái nó ngâm cánh ba bên nước nước một tô một gấp đôi lên rất là ngọt đây cả nhà. Xanh thủy dương cát trắng, một miền quê gió dạt dào chưa hè. Về để nghe biển xanh ru đêm đêm, về đi em về với quê anh, về với đồng xanh để nghe lúa hát. Một miền quê bốn mùa vang hạt, một miền quê xanh thẫm tận chân trời. Vẫn còn đây như thực như mơ, dấu tích tổ tiên ngàn năm còn đó. Thạch Bí Sơn ngàn đời sừng sừng, tựa Trường Sơn cánh giữ biển Đông. Về quê hùng văn hóa Xuân Hòa. Lớn chào buổi sáng quý cô chú anh chị và các bạn trở lại với Phú Yên Channel. Chú Nguyễn đang có mặt tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Sáng nay thì mình sẽ đưa mọi người đi chợ ở An Hải nha. Chợ An Hải thì lần đầu tiên mình đi nên mình phải thăm hỏi thăm đường. Wow, trước mắt cả nhà đó là chợ An Hải này. Trước mắt quý cô chú anh chị và các bạn đó là cầu An Hải. Mỗi giờ bán hết rồi nè cô. Thôi sao chợ giờ tan sớm vậy ta? À, chợ mình cũng nhỏ đâu có lớn thôi. Chợ An Hải mày sao thấy có cá quá vậy? Chợ nào cá nhiêu cô? À hôm nay động hả? Chợ An Hải là phải đi chợ sớm chứ không là tan sớm. Đây là đúng là rau sạch luôn ha. Dạ rau sạch luôn. À, vậy là đây là rau nhà mang tới chợ bán luôn á. Dạ. Dạ anh yên tâm rồi. Anh là yên tâm rồi. Ở đây cũng còn hai bó này. Cô có bán đu đủ nữa. Đây là cái gì á? À, có cái đây là cái bóng hả? Chợ mình chợ An Hải mà sao ít có cá quá không? Mua mấy chợ khác? À đi muộn rồi hả? Chợ mình kết thúc sớm rồi. Tay sớm mực. Dạ mực. Cô đây có cái gì đây? Ông mua chút nữa là bà mua nữa phải không?
rồi, chợ tan rồi. Chợ tan rồi, đi muộn quá, chợ tan rồi. Ở đây con cá này, con cá cái sò này. Cá lóc nó chua ngon á. Mực đây là mình mua mang tới. Cậu bán bánh xèo được bao nhiêu năm rồi? 6 năm rồi. Bán ở chợ mình không hả cô? Đây lúc con xeo này có trước tên Đà Lạt rồi có Kem Ranh. Kem Ranh tới con trước. Dữ vậy hả? Nhắc nghỉ. Vậy là ta tiến trên mạng luôn hả cô? À, không phải. Cái dưa nó ăn cái lá chụp mình nó nói khá là dè mà bán con xeo mà đỉ hơn đó. Đây là cô bán bao nhiêu một cái ta? 5.000 một cái. Tục. Ủa, nó kèo 4 cái. Thành nó nói rỉ. Rỉ sao cũng rỉ? Ờ, vừa khô mà vừa rỉ, nó nói rỉ. 5.000 4 cái, à, tính ra là hơn 1.000 cái à? Ờ, đó, tôm 5.000. Mà 4.000 còn bánh không là 5.000 5 cái. Bánh không là 5.000 bánh tôm là bao nhiêu cô? Bánh tôm là bao nhiêu? 5.000 4 cái này. Bánh tôm á? Ờ. Bánh tôm là 5.000 4 cái. Rỉ, nói sao cũng rỉ à? Nên là mấy đứa ta mà vừa ăn bánh cuốn ở đây sau đó cứ xuống nè. Cô là bán buổi sáng không hả? Buổi sáng không ạ? Dạ. Ở đây nó không có ngâm nước ngọt cháu à. Mạnh thấu đưa nó hả? Chứ còn cái chỗ mà coi nó ngâm cánh hai bên nước nước. Tương luôn á. Tương luôn không cô? Cái này mua ở đâu? Mua chợ mình này. Chợ mình này. Bán 5.000 mình đó. Nhưng mà đi giờ đi muộn quá hết rồi. Ờ, cháu hồi nãy đi sớm xuống rồi cô lên chờ. Giờ mình là đông nhất là mấy giờ cô? Giờ 6 giờ kém. 6 giờ kém? Dạ. Ờ, 6 giờ. Bây giờ muộn không? Cô là bánh xèo cô gì ta? Bánh xèo mật. Cô lúc bánh xèo cô gì? Cô Hương. Bánh xèo cô Hương. Cô Hương hả? Trẻ em thôi ạ. Cô Hương quá đẹp ạ. Để lên Trung Quốc nè, coi như mấy dòng có bánh chừng, coi lên có này chưa. Đây cũng cô Hương luôn. Bánh xèo cô Hương ở chợ An Hải. An Hải, chứ không phải là Hòa Hải. An Hòa Hải luôn. Ở thùng Hòa. Một mua tại chợ đem tới quầy bánh xèo đút luôn. Nên các bạn thấy rất là tươi. Mắt long lanh luôn nè. Cháu mai nếu mà cháu ăn là mua xuống gặp cô lên cho. À vậy là mình làm ở đây mình đút luôn. Ồ chất lượng quá. Đúng chất lượng. Mực mua ở chợ ngay tại chợ nên rất là tươi. Và đút ngay tại chợ luôn. Mà đặc biệt là cô đút bánh xèo rất là rẻ. Rồi bữa sau mì đút. Rồi đó thì đút bè cá này ăn bè cá thì được. Rồi trên bè cá này ăn đây, bè cá thì được. Nhưng mà giờ chờ khách hàng không thì đâu. Đây này, cá chưa? Giờ cho ăn thử. Rồi ở đây cũng có quầy bánh xèo nữa nè. Hai quầy bánh xèo luôn. Mình bán gì ta?
Bạn 4 hả? À, hết rồi. Ồ. Trời hết sớm rồi ta. Hiện tại trời mưa rồi. Bánh mì xíu mại. Nhưng mà đa số là hết rồi. Đi hơi muộn nên đã hết sớm rồi cả nhà. Trời sáng nay mưa rất là lớn luôn. Đậu đậu nó vô đúng rồi, cháu em thử đi. Tặng cho cháu hả? Bỏ rồi, tải vô cho nó đúng vô. Xé cho mình á. Này, tao không có bự lắm. Cái bánh xèo mực rất là ngon ngay tại chợ luôn. Mực đây là mua tại chợ và đúc và ăn ngay tại chợ luôn này cả nhà. Mình có thể ăn mắm đục hay là mắm trong tùy vào mình nha. Muốn ăn bánh xèo ngay tại chợ và hiện tại thì mưa rất là lớn. Hơi đặc biệt nè. Đặc biệt là con mực ở đây rất là tươi. Tươi đói luôn cả nhà. Bánh mới đúc lên rất là nóng luôn. Mực gấp đôi lên rất là ngọt đây cả nhà. Mực này sớm mai con mua một bóng nhẹ lẹ ra. Muốn ăn lẹ. Bóng nhẹ lẹ. Con mua bê lẹ ra, bê một chấm đều. Hồi sáng giờ là còn trong rổ đó bao nhiêu lạng con? Mua một bóng nhẹ lẹ. Hấp dẫn quá. Có hút rồi. Rau phải đây. Em luôn. Mình đi chợ nên ghé tới quầy bánh xèo ăn bánh xèo thì có một cô tặng mình 4 cái bánh xèo mực. Rất là ngon. Đây này có bánh này là cháu. À con ăn cái đó. Cái nào? Cái ăn cá hả? À dạ dạ. Đi để cho cháu lấy cá không? Nó ăn cá hả cô? À, cá ăn. Đây là để tao mua một từ cái trong đây. Một cái thôi giờ cô bỏ đi đây. Cô tặng mình 4 cái bánh xèo. Đã ăn ngay tại quầy đúc luôn. Bánh xèo của cô hiện tại rất là đắt hàng. Đúc không kịp ăn luôn nè cả nhà. Wow, hiện tại thì trời mưa rất là lớn. Quay rồi, quay phim rồi. Quay rồi. Nó tiêm à. Trời, chiếu đi. Chiếu mẹ con rồi. Ông Adder của Vui Channel hả? À. Ông quay cái... Để cho nó ăn cái tôm này hả?
Bánh xèo của Hương hiện tại rất là đắt hàng luôn. Bánh xèo đây dân sẽ có một chè hàng ngon ha. Dạ. Chị con cũng thiếu kem ranh. Rồi, đã quá. Hiện tại buổi sáng thì ở An Hải mưa rất là lớn. Ăn bánh xèo nóng ngay tại chợ và dưới mưa thì nhức nách luôn nha cả nhà. Thank you.